Ở ta học kém nhá. Rồi đề số 32 này. Câu số 1 thì mình có là farm âm a dài hơi. State âm a. Garden âm a dài hơi. Và farm âm a dài hơi. Được chưa? Như vậy thằng nào khác với em? Thằng B. Đấy. B là âm a, đấy, còn lại là âm a dài hơi. Câu 2. Theo quy tắc phát âm ED thì mình sẽ có như sau. Thằng A là âm D. Đấy, thằng B là âm IT. Thằng C là âm D. Và thằng D là âm D. Đấy, như vậy câu số 2 này thì thằng B khác. Đấy, B là âm IT, còn lại là âm D. Ở câu số 3, chúng ta chú ý này. Câu số 3 này tất cả những cái từ này là từ hàm tiết, đúng nào? Thì mình có thằng này là danh từ hàm tiết này, tính từ hàm tiết này, động từ hàm tiết này và động từ hàm tiết này, được chưa? Thì theo quy tắc của danh từ và tính từ hai âm tiết trong âm và âm số mấy? Âm số 1, nonish và careful, được chưa? Rồi, theo quy tắc của động từ hai âm tiết trong âm và âm số mấy? Âm số 2, đấy. Và thằng D, các em chú ý nhé, thằng D mặc dù là động từ hàm tiết nhưng thằng D là một trường hợp ngoại lệ. Nhớ, D là một trường hợp ngoại lệ của động từ hàm tiết. Đấy, trong âm và âm số mấy? Trong âm và âm số 1, được chưa? Âm số 1. Như vậy, thằng C sẽ khác. C trong âm và âm tiết số 2, còn lại 1. Câu 4, chúng ta chú ý là trong tiếng Anh thì trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước ET này nhé, ngay trước ET này, ngay trước sần này, ngay trước sần này và trước sần này. Đấy, nhớ nhé, trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước những đuôi này. Đấy, vậy thì mình sẽ suy ra ngay này, bốn trọng âm vào âm số mấy? Âm tiết số 3, solidarity. Đấy. Solidarity âm tiết số 3. Determination âm số mấy? Âm số 4. Này. Organization âm số mấy? Số 4. Đấy. Và consideration âm số mấy? Số 4 luôn. Đấy. Như vậy suy ra là cho âm và âm số 4 ở phương án B, C và D. Đúng nào? Vậy A sẽ khác. Đấy. Như vậy chốt lại có bốn này rất là dễ, các em chỉ cần nêu quy tắc đó là trọng âm rồi và âm tiết đứng ngay trước đuôi ET, sun là xong. Thấy chưa? Là câu số 5. Cuốn từ điển này là dành cho bạn, tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận thấy nó, tìm thấy nó rất là hữu ích, được chưa? Rồi, như vậy mình có D là đáp lại một lời mời. Như vậy là sai về nghĩa, đúng không? Đấy. Còn thằng A là không có gì đâu, là đáp lại lời cảm ơn. Cũng sai về nghĩa, được chưa? Cũng sai về nghĩa. Thằng B cảm ơn, mình sẽ làm nó là đáp lại lời nhắc nhở. Đáp lại một lời nhắc. Như vậy là cũng không đúng, đúng nào? Đó, mà người Jim đang tặng cho Mai món quà này. Đấy, vậy là phương án nào? Các em dặn dò Mai, như vậy là phương án C. Đấy. Đó là cảm ơn bạn. Đấy. Bạn tốt quá. Rồi, câu 6. Nhớ, đây là một lời khen này. À, những chú mèo của bạn dễ thương quá là một lời khen. Thì các em nhớ là trong tiếng Anh, đó là một lời khen đấy. Có từ gì các em đây? Cảm ơn. Thank you. Đấy, nhớ cái mẹo này nhé. Đấy, thằng A mình cũng yêu chúng, như vậy là sai về nghĩa. Thật sao? Cũng sai về nghĩa. Bạn nhắc lại được không? Cũng sai về nghĩa. Vậy là phương án nào các em? B. Vậy nhớ là cảm ơn. Đấy. Bạn thật là tốt khi nói như vậy, được sử dụng để đáp lại lời khen. Các em nhớ cái này nhé. Đây là cấu trúc thông dụng này. Đáp lại một lời khen. Đó là xong. Rồi, câu số 7. Có một tình trạng rất là dài, không có mưa.
Tình trạng không mưa thì là hạn hán, đúng không các em? Là hạn hán. Đấy. Ở miền quê này năm ngoái vì vậy vụ mùa thì bết bát. Đấy. Harvest là vụ mùa này. Poor là bết bát, là kém đấy. Được chưa? Đấy. Thì mình suy ra ngay là hạn hán như vậy. A mình loại, A là nạn đói. Bình loạn. B là lũ lụt. Đấy, cũng không đúng. C là dịch bệnh. Dịch bệnh. Đấy. Và D là hạn hán. Và D hạn hán. Chưa, hạn hán. Đó, và là xong. Câu 8. Bao nhiêu nước tham gia vào kỳ Olympic trước? Thì mình có tham gia là participated là tham gia, perform là biểu diễn này, sai về nghĩa, thành công này cũng sai về nghĩa này, và D hosted là đăng cai, đăng cai một sự kiện nào đó. Đấy chưa? Đăng cai. Vậy là phương án A là tham gia. Đấy. Từ trái nghĩa, đó là một cậu bé gì đó mà hành vi không có gì phàn nàn cả. Như vậy là cậu bé gì em đây? Cậu bé có đạo đức tốt, có đạo đức tốt. Thì suy ra ngay trái nghĩa là gì em đây? Có hành vi xấu, có đạo đức xấu. Đúng chưa? Đấy. Thì mình có A là hành xử khéo léo thông minh này, sai về nghĩa. Hành vi tốt không đúng, bởi vì trái nghĩa mà. Hành xử dễ thương cũng sai về nghĩa. Là thằng nào các em? Thằng D. Đó là đạo đức xấu. Hoặc là hành xử không đúng mực. Đấy. Hoặc là hành xử không đúng mực. Đúng mực. Thấy chưa? Đó. Rồi, câu số 10. Khi anh ta đậu kỳ thi tuyển sinh đầu vào thì bố mẹ anh ta sẽ đang như vậy đậu kỳ thi đúng không? Đậu kỳ thi. Đấy, thì mình suy ra ngay đây phải là hạnh phúc này. Hạnh phúc. Đấy, hạnh phúc. Vậy trái nghĩa là gì các em đây? Không hạnh phúc, unhappy. Đúng không nào? Thì mình có A là cực kỳ hạnh phúc này, B là cực kỳ thoáng đãng, Ellie là thoáng đãng này, thoáng đãng. Thoáng đãng. Đó, còn thằng D là cực kỳ nhẹ này, cực kỳ nhẹ, extremely light, cực kỳ nhẹ. Đấy. Đây là cảm thấy cực kỳ thì em đây buồn, không vui. Vậy là phương án nào? B là trái nghĩa, đúng chưa? Đấy. Rồi mình đi tiếp. Rồi, câu số 11. Rồi thằng bé này nó vẫy tay với ai mẹ của nó mà đang đứng ở cổng trường để thu hút sự chú ý, quá dễ kèm với cái pull là kéo này. Được chưa? Pull là kéo. B là đi theo. Đấy, đi theo ai đó. Kéo. Đi theo ai đó. Đấy. Còn thằng C là tempt là cám dỗ kèm. Cám dỗ. Cám dỗ. Đấy. Còn D các em chú ý nhé, cấu trúc này nó là attract. Đấy, sẽ cộng với cả ai đó, của ai đó là one, tính từ sở hữu, được chưa? Cộng với từ attention. Đấy, cái này nghĩa là thu hút sự chú ý, sự quan tâm của ai đó. Thu hút sự chú ý của ai đó.
Câu 12 rất dễ, em nhìn này. Ngày hôm qua phải là quá khứ, đúng không nào? Phải là phương án C, quá khứ đơn, hết. Đấy, hành động đã xảy ra và kết thúc đấy, trong quá khứ. Rồi câu số 13. Claire muốn biết mấy giờ thì cửa đóng cửa. Như vậy chúng ta nhớ này, đây là câu gián tiếp. Đấy, mà câu gián tiếp thì phải nhớ, đó là cho câu gián tiếp thì em nhớ này. Sau từ để hỏi như là where, when, why, what, vân vân, thì mệnh đề theo sau phải thể khẳng định. Khẳng định là gì? Nó là mình phải để chủ ngữ trước, động từ sau. Được chưa? Đấy, khẳng định. Như vậy thằng B, D ta loại không đúng. Chỉ còn thằng nào các em? Thằng C cũng sai luôn. À thằng D, thằng C ta loại. Được chưa? Vì C và D không có thể khẳng định. Còn thằng B sai vì sao? Thằng B sai vì sai về lùi thì. Đấy, các em chỉ dùng thằng would nếu như câu nó có từ will. Đấy. Còn muốn biết là ngân hàng đóng cửa lúc mấy giờ thì phải là phương án này các em đây. À, vì chỉ thói quen các em, thói quen. Đấy. Được chưa? Là thói quen. Đấy. Thói quen hoặc thời khóa biểu. Với thói quen thời khóa biểu hàng ngày thì mình xài thì hiện tại đơn kem, nó không xài tương lai đơn nhé. Vì vậy thằng này là sai. Put là không đúng. Đấy. Put là của từ will, trong khi mình đoán được là trong câu gốc này thì phải là gì các bên thì hiện tại đơn. Đấy. Do chỉ gì các bên lịch trình thời khóa biểu, vậy như vậy là phương án A. Hiện tại đơn sẽ lùi thành quá khứ đơn. Vậy là A 14. Bạn ở nhà ngày hôm qua đúng không? Thì các em chú ý là nếu một câu mà khẳng định, đấy, câu khẳng định, thì các em suy ra ngay câu hỏi đuôi phải là một chữ động từ phủ định. Đấy, rồi cộng với chủ ngữ. Được chưa? Phủ định thì suy ra thằng này ta loại, vậy là phương án nào các em? À, hết. Rồi câu số 15. Đôi lúc cô ta không đồng ý với chồng cô ta. Rồi rất dễ các em, đồng ý với ai là agree with. Hết, như vậy là agree with. Đấy, đồng ý với ai đó. Vậy là phương án A. Đấy. Trong lúc rảnh rỗi tôi thường giúp mẹ tôi. Quá dễ, with là một giới từ. Đấy, thì các em cứ nhớ là động từ mà đứng sau giới từ thì phải thêm gì các em đây? Thêm ing. Đúng nào, thêm ing. Hết, rất là dễ, vậy là phương án D. Tôi sống đây được 5 năm rồi. Đây là thì hiện tại hoàn thành này. À, hiện tại hoàn thành này, có have cũng có by đi này, là hiện tại hoàn thành. Thì các em nhớ là trong thì hiện tại hoàn thành, mình sẽ từ for và từ since. Nhớ này, for cộng khoảng thời gian. Được bao lâu rồi? Đấy. Còn since nó sẽ cộng với gì các em đây? À, nó sẽ cộng với mốc bắt đầu của hành động. Đấy. Mốc bắt đầu của hành động. Bắt đầu của hành động. Đấy, để chơi các em. Đó. Nhớ này, since không cộng với gì các em đây khoảng thời gian các em nhé, mà cộng với mốc bắt đầu động. Hành động như là kể từ năm ngoái, kể từ tuần trước, kể từ hôm qua. Đấy. Vậy là phương án B, đúng nào? Rồi. Tiếp tục câu số 18. À, các em thấy không? Đây là gì? So sánh nhất. Đấy. Vậy là phương án D. Này, chúng ta cứ nhớ là mạo từ the sẽ cộng với gì các em đây? So sánh nhất. Luôn là như vậy. Đấy, là nhớ nhá. Rồi, câu số 19. Rất dễ. At the moment thì mình suy ra ngay đây phải là thì hiện tại tiếp diễn. Đấy. Thì có những từ như at the moment này, hay từ nào nữa các em? Từ now này. Từ at present này. Đấy, thì là nhiều nhất công việc hiện tại tiếp diễn, vậy là A. Câu số 20. Trách nhiệm của tôi là
mình có A là tiếp quản này, tiếp quản một vị trí công việc nào đó, A để lại. Đấy. B thì chung tay chung sức, hoặc là hợp tác. Đấy, thằng B và C bằng nhau. Như vậy nếu các em xài B và C ấy, không được, bởi hai thằng bằng nhau. Và thứ hai, nếu xài B và C thì thiếu gì, các em lên giới từ rồi. Đấy, phải là with. Thiếu giới từ with. Đó, như vậy nếu mình điền B và C vào ô trống này thì thiếu từ with. Vậy là phương án D, chăm sóc, bằng look after, chăm sóc. Yeah, rồi, câu số 21. Thầy vừa nói xong rồi, nếu câu gián tiếp nhé, gián tiếp thì trong câu gián tiếp này thì từ để hỏi sẽ cộng một mệnh đề khẳng định. Đấy, từ để hỏi này các em, như là where, when, why, what hay là how, được chưa? Đấy, thì mệnh đề đứng sau từ để hỏi này sẽ là khẳng định, cộng S cộng V là khẳng định. Đấy. Như vậy beta loại không đúng, bởi vì là the matter was, đúng là the matter là chủ ngữ trước was, như vậy loại sai. Đấy. Này cũng sai luôn, không đúng, bởi vì là từ để hỏi phải đứng trước, như vậy thằng này vị trí sai này. Thằng này sai vì sao? Was in là không đúng, bởi vì khi chúng ta chuyển về câu gián tiếp là phải lùi thì là quá khứ, như vậy thằng này sai này. Đấy, ở đây là thừa này. Đấy. Vậy là phương án nào các em? C. Phương án C. Đấy. 22, quá dễ, khuyên ai đừng làm gì thì là advise. Đấy, advise somebody cộng to nguyên mẫu, hoặc not to nguyên mẫu. Đấy. Nhưng các em nhớ là nếu như sau advise, nhớ nhá, không có tân ngữ, động từ thôi. Nghĩa là advise đứng liền với gì các em đây? Động từ, thì phải nhớ là động từ là vô ích. À, anh nhớ cái điều này nhá. Đấy, nếu động từ đứng ngay sau advise thì phải phép in, còn động từ và advise có tân ngữ nằm ở giữa thì là to nguyên mẫu hoặc là not to nguyên mẫu, nhé, phủ định. Vậy là phương án nào các em? C. Đấy. 23, quá dễ, font of là thích, chả có dịch gì cả, chỉ cần nhớ font of là thích, bằng từ like là thích. Đấy. Chúng tôi thích dành thời gian ở bên nhau, mình có care, quan tâm này, làm này, lấy này, thì mình dùng cấu trúc này này, đó là spend time together. Đấy, cụm này nghĩa là dành thời gian bên nhau. Được chưa? Rồi, vậy là phương án nào các em? B. Rồi, tiếp tục thầy cho mình sang phần đọc hiểu nhé. Đầu tiên là một dạng bài, đó là dạng bài điền từ vào ô trống. À, điền từ vào đoạn văn đây. Rồi. Rồi. Thứ nhất, 25 các bạn nhìn này, tất cả phương án 25 đều là từ nối, và các em biết là khi mình gặp một từ tất cả đều là từ nối ấy thì phải dịch các em nhá. Bởi vì mối quan hệ giữa hai câu ở hai bên ô trắc nghiệm nó khác nhau thì mình phải xài từ nối khác nhau. Mình có đi thứ nhất này, mình có 25 này. À, đây là mệnh đề các em nhé, mình có mệnh đề này, chủ ngữ này. Chủ ngữ là human activity, động từ là A này. Như vậy mình loại phương án nào trước? Giờ mình loại phương án D trước. Bởi vì despite nó không đi với gì em đây, mệnh đề. Đấy. Mà despite chỉ cộng với danh từ hoặc động từ thêm ing. Đấy. Although là mặc dù này. Được chưa? Mặc dù nếu mình xài although ấy thì mình phải nhớ được, nếu although mà đứng đầu một câu ấy
thì nó có dấu phẩy. Đấy, bởi vì chức năng của OZO là nối hai mệnh đề. Cho nên nếu các em xài phương án OZO thì phải là OZO của mệnh đề 1, phải mệnh đề 2, phải không hề có. Dấu phẩy đâu hề có đâu. Về loại A rồi, sai rồi. Đấy, nhớ nhá, đây này, là phải chú ý này. Cấu trúc của OZO đứng đầu câu ấy nó sẽ phải như sau này. Nó sẽ phải là OZO. Cộng mệnh đề 1 phải một cái mệnh đề 2. Thì các em thấy là cái này không hề có dấu phẩy. Thấy chưa? Thì sai rồi. Đấy, phải có dấu phẩy chứ. Thấy chưa? Đấy. Như vậy loại thằng A. Rồi. Tiếp tục, B là vẫn còn và C là nhưng. C là chỉ cái sự tương phản đối lập. Đấy, tương phản đối lập. À, mình nhìn nhá. Quả đất này là một nơi duy nhất mà chúng ta biết trong vũ trụ mà có thể hỗ trợ cuộc sống con người. Tuy nhiên, hoạt động của con người chúng ta đang khiến hành tinh này khắc nghiệt hơn để sống. Đấy, less fit to live on, khắc nghiệt hơn để sống. Vậy là một sự tương phản đối gì? Đối lập. Đấy, một bên là gì các em đây? Hỗ trợ chúng ta. Đấy, nhưng một bên chúng ta lại biến nó gì thành một là khắc nghiệt để sống. Vậy là phương án nào? C, tuy nhiên. Đấy, tuy nhiên. Được chưa? Rồi tiếp tục 26. Thứ nhất, thằng A ta loại bởi vì thằng A không đi với từ on. Nhớ nhất không đi với on. Mình có này. Đấy, mình sẽ có từ này, nó là continue. Thì bằng carry on. Và tiếp tục. Đấy, hai thằng này bằng nhau. Vì vậy không đi với on. Rồi, follow mình loại. D mình loại luôn. Bởi vì thằng C và thằng D không đi từ on. À, không đi với từ on. Như vậy suy ra cả thằng A, thằng C và thằng D không đi với từ on các em nhé. Đấy. Thằng nào các em? Thằng B. Đấy, tiếp tục. Đấy. Như vậy 26 phần gì về dịch gì cả? Không phải dịch gì cả. Đấy, chỉ cần rắc không mà làm thôi. Vậy là B. Đấy. Tiếp tục 27. Các em thấy 27 nó có từ O. Đấy, nó có từ O. Thì trong số A, B, C, D này mình nhớ nhé. Đấy, thứ nhất thằng A. Đấy, là cấu trúc nào? Đó là no sun nào đen. Đấy, vừa mới rồi thì. Như vậy thằng A không đi với từ on, mình loại A. Đấy, vừa mới. Rồi thì. Đấy. Tiếp tục. Thằng B thì các em nhìn này, neither không đi với no mà neither no đi với, neither không đi với từ o o nhé mà neither no là không không là không không. Đấy. Còn thằng C thì rather nó đi liền với từ nào các em? Từ than là thay vì. Thay vì. Đấy. Như vậy cả A, B và C không đi với từ nào em? Đi với từ O. Thấy chưa? Vậy là phương án nào? Thằng D. Là thằng D. Đó. Either O là hoặc hoặc. Chúng ta nhớ như vậy nhé. Either O là hoặc hoặc. Hoặc A hoặc B. Chỉ cái sự lựa chọn. Hoặc A hoặc B. Hết. Vậy là phương án nào? Đi. Vậy em thấy không? Câu 26 và 27 này thì vừa chứng minh rằng không cần phải dịch cả hai câu làm gì cả. Em chỉ việc ráp vào thôi và em xem thử xem là nó có phù hợp với thằng trước và sau câu xét nghiệm mình ra thôi. Thấy chưa? Và 28 này. 28 thì cả A, B, C và D đều là trạng từ. Khi mà tất cả chúng đều giống nhau về nghĩa thì ta phải dựa vào cấu gì em đây? Từ loại này, từ loại giống nhau này. Trạng từ hết này, ta phải dựa vào nghĩa này. Từ 28 nhìn 28 nha. Đầu tiên chúng ta nhìn này, những nguồn tài nguyên có thể được làm mới lại đấy thì bị gì các em đây? Khai thác tận diệt quá nhiều đến mức họ sẽ không bao giờ, chúng không sẽ không bao giờ có thể hồi phục hoàn toàn được. Đây là hồi phục hoàn toàn.
Được chưa? Đấy. Thì mình có A là vĩ đại lớn, mình sai về nghĩa. D là khá, cũng sai về nghĩa này. Còn B và C. Và các em nhớ là chúng ta không có thằng B thằng C này bằng nghĩa nhau là hoàn toàn. Nhưng vấn đề ở chỗ này, đó là recover này không đi với từ nào các em? Nó không đi với từ utterly. Nhớ như vậy nhé. Recover, em nhớ này, không đi với từ utterly. Mặc dù về nghĩa thì là bằng từ kia, thằng C này là hoàn toàn, nhưng mà không đi với từ recover. Đấy, vậy nhớ nhé, mình chỉ có là recover completely là hoàn toàn thôi. Đấy. Recover completely là hồi phục hoàn toàn. Đấy, nhớ nhé, ta chú ý như vậy. Vậy là phương án nào các em? C. Thế thì utterly nó thường xài khi nào các em? Chúng ta chú ý này, cái từ này này, utterly thường đi với những từ chỉ cảm xúc mà thôi, những từ chỉ cảm xúc đấy, như là yêu, ghét chẳng hạn này. Đấy, chú ý như vậy nhé. Đấy, rồi câu 29. À, mình thấy là sau ô trống này ấy, là từ demand on, đúng không? Ô trống này, demand on. Đúng chưa? Vậy quan trọng là A, B, C, D này thì động từ nào nó đi với từ demand on, tạo ra cấu trúc này. Đấy, tạo ra cấu trúc này. Được chưa? Đòi hỏi yêu cầu. Đòi hỏi yêu cầu điều gì? Thì các em thấy này, không có do demand nhá, loại B. Không có check demand on, loại thằng C. Không có D, have demand on, loại luôn. Vậy là phương án nào? A, như vậy là make. Make demand on, đó là yêu cầu hoặc đòi hỏi. Thế là xong, được chưa? Hãy chú ý như vậy các em nhé. Đấy. Như vậy thực ra thì câu 25 này này. Đấy. Và câu 28 này mình phải dịch kỹ này. Còn lại câu 26, 27, 29 thì không cần, các em mình hát qua thôi. Đấy. Như vậy chốt lại là khi chúng ta làm những cái dạng bài điền từ đoạn văn ấy, mình có hai phương pháp. Một là mình không cần phải dịch nghĩa cả hai câu, ở hai bên có trách nhiệm gì cả, mình chỉ việc ráp vào ô trống này để xem nó có phù hợp với thằng đằng trước và sau ô trống xong. Mình làm khi nào các em, cái khác nhau về cấu trúc, khác nhau về ngữ pháp, hình thức. Còn nếu như về ngữ pháp mà giống nhau rồi thì ta phải dịch nghĩa. Đấy. Rồi, tiếp nha, chúng ta sang phần đọc hiểu. Reading. Rồi. Câu số 30. Thế thì trước khi mình làm những cái dạng bài này ấy, em cần phải làm sao? Đó là mình phân loại câu hỏi ra. Đó là câu hỏi nào nó thuộc chiến lược scanning hay là skimming, được chưa? Đấy. Scanning là những là chiến lược mà mình sẽ áp dụng làm đọc hiểu với những câu hỏi mà nó hỏi thông tin cụ thể trong một dòng, một đoạn thôi, một câu thôi. Đấy. Còn skimming là chiến lược mà mình sẽ áp dụng với những câu hỏi nào mà nó hỏi thông tin của cả bài, của cả bài nhé. Chưa? Rồi. Để mình nhìn nhá. Cái gì bên dưới là tiêu đề phù hợp nhất của bài đọc và là skimming, nó hỏi cả bài rồi. Đúng chưa? Rồi.
cái từ if đoạn 2 đề cập đến là scanning, nó hỏi thông tin cụ thể của cái từ này thôi. Đấy. Và theo đoạn 2, cái nào sau đây không đúng về trung tâm khoa học của Singapore gọi là scanning. Đấy, thông tin cụ thể thôi về trung tâm khoa học này, nhưng mà là cả bài. Đấy, 3-3. Được đề cập đoạn 2 rằng như vậy là scanning. Đấy, scanning. Rồi. Tác giả đề cập tất cả những cái điều sau trong bài đọc ngoại trừ scanning. Được chưa? Rồi, đấy. Thế thì sau khi mình xác định scanning và skimming xong rồi, chúng ta nhớ là mình làm scanning trước. Hãy chú ý nhé, xác định xong rồi thì mình sẽ làm. Những câu hỏi nào mà thuộc scanning mình làm trước. Khi nào mình làm xong những câu hỏi thuộc scanning rồi, mình sẽ làm skimming xong. Thì làm xong. Làm xong. Rồi. 31 trước các em nha. Cái từ it trong đoạn 2 đề cập đến A là trung tâm này. A là trung tâm. Rồi. B là công chúng nói chung. Công chúng nói chung. C. Evolution là sự tiến hóa. Đúng là sự tiến hóa. Và đây là bức xạ mặt trời. Bức xạ mặt trời. Được chưa? Rồi. Mình tìm nhá. Ở đây các em. Đó, ra phòng tìm này. Trung tâm khoa học Singapore nằm trên diện tích rộng 6 hectare ở Jurong. Đấy, ở trung tâm này chúng ta có thể khám phá ra những cái gì các em đây? À, kỳ quan của khoa học và công nghệ theo cách rất là gì các em đây? À, vui vẻ, được chưa? Đó. Rồi. Vỗ tay của bạn và những bóng đèn đầy màu sắc sẽ gì các em đây? À, thắp sáng. Đấy, vân vân. Rồi, nó cũng là một nơi để giải đáp những cái thắc mắc tò mò chúng ta. Vậy là nó là gì các em đây? Nó chính là cái nơi này, đó là trung tâm khoa học của Singapore. À, thấy chưa? Của Singapore. Vậy mình suy ra ngay, đó là câu số mấy các em? À, câu số 31 là phương án nào? Phương án A, trung tâm. Trung tâm. Rồi, 32. Theo đoạn 2 thì cái nào sau đây nó không đúng về cái trung tâm này? Rồi, mình có này. A là du khách được khuyến khích, được khích lệ. Đấy. Quay trở lại trung tâm. B, trung tâm không mở cửa cho tới năm bao nhiêu? 1977. Đấy, 1977. C, sự trưng bày ở trung tâm này nó bao hàm tất cả nhiều những cái chủ đề. Đấy, nhiều những cái chủ đề. Và D, đó là trung tâm là nơi đầu tiên được thành lập trên thế giới. Rồi bây giờ mình nhìn nhá. Cái này thấy buồn cười này các em này. Nó nghi ngờ này. Được chưa? Đó. Rồi mình tìm nhá. Câu số 33. Ta cùng tìm. Đây. Trung tâm này là trung tâm khoa học đầu tiên được thành lập ở Đông Nam Á. Như vậy là Đông Nam Á nhé, chứ không phải gì các em đây, ở trên thế giới. In the world. Đấy, thấy chưa? Như vậy thằng D sai, không đúng. Rồi, 33. Đoạn 2 đề cập A, trung tâm khoa học này làm mọi người cảm thấy thích thú về khoa học và công nghệ. Chỉ học sinh sinh viên mới được thăm trung tâm này. Du khách không muốn quay trở lại trung tâm khoa học này. Đấy. Và D này, chỉ có một vài cuộc triển lãm ở trung tâm này thôi. Rồi bây giờ tìm thằng A nhé. Thằng A, 33 này. Đấy. Mục đích của nó là để khơi gợi
arouse là khơi gợi các em, khơi gợi. Như vậy là khơi gợi sự thích thú vào khoa học và công nghệ trong số chúng ta và cộng đồng nói chung. Vậy là phương án nào các em? Thằng A ra ngay. Đấy, xong, thấy chưa? Xong rất nhanh. 34. Tác giả đề cập tất cả những cái điều sau trong bài đọc ngoại trừ những cuộc triển lãm được làm mới hàng năm. Trung tâm thì nằm ở Chu Rông, được chưa? Có 4 cuộc triển lãm. Có 4 cái khu trưng bày triển lãm ở trung tâm này. Và trung tâm này là trung tâm lớn nhất ở châu Á. Mình tìm A trước nhá. Là những cuộc trưng bày này được làm mới hàng năm này. Rồi 34A mình tìm này, có không này? Đây có. Được làm mới hàng năm, như vậy là 34A có. A có, được chưa? Rồi. B. Trung tâm nằm ở Chu Rông, có luôn. Đoạn 1 dòng 1 đã nói như vậy rồi đây. Nằm ở Chu Rông đây. 34B mình có luôn. Đấy, 34C này. Có 4 khu trưng bày triển lãm ở trung tâm này. Đấy. Đây. Có luôn các em, 4 exhibition galleries. Đấy, 34C. 34C. Vậy là mình suy ra ngay thằng nào các em? À, vậy là phương án D còn lại là không được cả. Đấy, đã thấy chưa? Đó. Rồi, tiếp tục. Sau khi xong scanning rồi, mình quay lại làm skimming. À, làm skimming. Rồi. Cái nào là tiêu đề phù hợp nhất cho bài đọc này? A là Trung tâm Khoa học Singapore. Đấy. B là Trung tâm Khoa học. C Trung tâm Khám phá. Và D Khoa học Vật lý. Rồi chúng ta nhớ nè, như dạng câu hỏi này ấy, thì các em nhớ nhé, hãy đọc đoạn. Đọc đoạn 1. Đấy, đọc đoạn 1. Rồi thì các em đây, câu đầu tiên của những đoạn giữa. Đấy, bởi vì những câu này là những câu phát triển ý này các em, phát triển chủ đề này. Đấy. Và các em nhớ nhé, đọc cả đây các em đây, đoạn cuối. Đấy. Bởi vì đoạn 1 là đoạn gì các em đây? Mở bài, giới thiệu cả bài, đoạn cuối là kết bài. Mình nhìn này. Trung tâm khoa học của Singapore nằm trên khu rộng 6 hectare ở Chu Rông. Vậy là thế này. Rồi. Trung tâm này có hơn 4 như vậy, trăm như vậy là cũng là trung tâm này, là center. Thấy chưa? Đấy. Tiếp. Nó chỉ chúng ta về động vật và con người, nó là ai? Rồi. Đây các em thấy không? Tất cả những cái gì các em đây, ba đoạn này đề cập về gì các em đây, trung tâm khoa học của Singapore. Nha. Yeah. Đấy. Vậy là phương án nào các em? Vậy là phương án A. Phương A. Hết. Đó. Rồi, tiếp tục. Đọc hiểu. Câu số 35 đến câu số 42. Khá dài đúng không các em? Khá là dài đấy nhá. Rất dài và khó đúng không cả lớp nào? Đó. 35 là các em ơi. Ý chính đoạn 1 là gì? Đấy. Rồi, như vậy câu này nó hỏi về skimming là cả đoạn. Thông tin chung chung của cả đoạn. Đấy. Cứ câu hỏi nào là ý chính là skimming. Rồi. Tại sao tác giả đề cập một thiết bị màn hình phẳng nhỏ, dẹt nhỏ, đoạn 1 scanning. Đấy, scanning. Cái nào sau đây là không đúng về những cái ưu điểm của eCash là gì các em? eCash đó là thanh toán tiền mặt bằng điện tử các em. Như vậy là scanning. Đó là. Đấy. Thay vì xài tiền mặt thì các em xài thẻ ATM, thẻ tín dụng, đó gọi là eCash. Cái từ embedded đoạn 2 cần nghĩa với cái nào? Vậy cũng là gì các em đây? Scanning. Đấy, scanning.
Cái từ creep trong đoạn 3 nó gần nghĩa với từ nhào nhất, như vậy là scanning. Scanning. Rồi. Tác giả đề cập về trường hợp những người đi làm bằng vé tháng này, commuter là cái này, là những người đi làm, chúng ta nhớ nhé, những người đi làm. Bằng phương tiện công cộng. Tiện công cộng. Đấy, và bằng vé tháng. Dùng vé tháng. Được chưa? Đó. Rồi, để minh họa là scanning. Câu hỏi này dùng chính là scanning. Rồi. Cái từ T đoạn 3 đề cập đến, như vậy là scanning luôn. Rồi. Tác giả dường như cảm thấy về tương lai của ngân hàng như thế nào, như vậy là skimming. Nó hỏi cả bài đấy, hoặc có thể là cả scanning nếu như nó hỏi trong một dòng một đoạn thôi đấy, cái này cả chú ý đấy. Rồi, thì là scanning trước em nha. Thế thì tác giả đề cập đến một thiết bị có màn hình phẳng dẹt. Đoạn đầu tiên đi là để minh họa cho hệ thống thanh toán tiền điện tử này, để khen ngợi hệ thống tiền điện tử này, để phê bình chỉ trích, đây là minh họa các em nhé, minh họa này. Đấy, B là khen này, C là phê bình này. Đấy, và đây là thông báo này, thông tin này. Đấy, như vậy là C là phê bình hệ thống thanh toán điện tử, và đây là thông báo thông tin hệ thống thanh toán điện tử. Rồi, mình sẽ tìm bài đọc chỗ nào có cái này các em nhé, mình tìm, mình đọc kỹ này là mình tìm nhá. Đây, chúng ta nhìn. Ngay cả bây giờ trong hàng ngàn giao dịch ở Nhật Bản các em, đấy, từ việc thanh toán vé đi tàu lửa đến việc mua những cái đồ ở tạp hóa diễn ra hàng ngày với khách hàng, đấy, khách hàng thông qua cái thiết bị màn hình dẹt này, hàng này. Vậy nó chính là gì các em đây? Minh họa cho gì các em đây? Minh họa cho hệ thống thanh toán bằng tiền điện gì? Điện tử, đúng nào? Vậy là phương án nào các em? 36 là phương án A, đúng nào? 36A. Đây. Đó là đây, thẻ thông minh đây và điện thoại di động đang trở nên ngày càng phổ biến để thực hiện tất cả những cái gì cần thanh toán này, thấy chưa? Đấy. Rồi tiếp. 37. Cái nào sau đây không đúng về những cái ưu điểm? Strong point là ưu điểm các em nhé. Ưu điểm này. Ưu điểm của thẻ, của việc thanh toán bằng tiền điện tử này. A là giảm bớt chi phí. A là giảm bớt chi phí. B, không gian lận. Không gian lận, fraud gian lận cả lớp nhé. Gian lận này. Đấy. C là ít lỗi hơn. Ít lỗi hơn, và D là tốc độ nhanh hơn. Rồi mình tìm bài đọc nhá. Chúng ta có cái này các em, mình tìm này. Chỗ nào có. Các em thấy không? Gian lận và ăn trộm được giảm đi nhé, được giảm đi. Vậy nhớ này, được giảm cái nào vẫn có chứ không phải là không, đúng không? Trong khi đề nó ghi là không gian lận, không có gian lận xảy ra, vậy là sai rồi, không đúng. Cái gì 37B, 38. Cái từ impeded trong đoạn 2 đề cập đến, A là cô lập này, cô lập, isolated là cô lập em nha. Rồi tiếp tục mình có thằng B là sản xuất, sản xuất. Ừ.
Tiếp, thằng C là thúc đẩy hoặc tạo ra. Đấy. Còn thằng D là tích hợp. Tích hợp. Đấy. Thế thì mình đọc cái này xong rồi, chắc chắn phải làm sao các em này, mình phải tìm trong bài đọc chỗ nào chứa cái từ embedded này. Đấy. Rồi mình đọc thông tin ở hai bên của nó để mình suy ra em đây đoán nghĩa. Được chưa? Mình tìm nha. Đây. Tầm nhìn của Sony trong việc gắn chip tích hợp vào vi tính, TV và game. Như vậy là tích hợp. Đấy, tích hợp. Đấy, mình suy ra ngay là phương án nào các em? Đây. Integrated là tích hợp. Integrated là tích hợp. Đấy. Tiếp tục. 39. Cái từ create trong đoạn thứ 3 này thì cần nghĩa với từ nào? Mình có A là sức mạnh này, B là sự thành công này, C là sự giàu có này. Đấy. Và D là những cái phạm vi của chi nhánh này. Được chưa? Rồi mình tìm 39 nhé. Đấy, A là sức mạnh này, hoặc là sự kiểm soát. Rồi mình tìm nha. Đây. Với sức mạnh trên thị trường, đấy, thì những ngân hàng và những công ty thẻ tín dụng này muốn có một cái vị trí để đấy, thu thập tất cả những cái phí từ người dùng. Như vậy suy ra từ này bằng từ nào? Cái bằng từ power là quyền lực, sức mạnh trên thị trường. À, trên thị trường power gọi là phương án A. 40. Tác giả đề cập đến trường hợp của những người đi làm bằng phương tiện công cộng này và dùng vé tháng, đoạn 3, để minh họa cho A là sự hợp tác của ngân hàng với những công ty thẻ tín dụng, B là một cái nhược điểm, là nhược, Robert là nhược điểm này các em, nhược điểm. Đấy, một nhược điểm có thể xảy ra của hệ thống này. Đấy. C là công nghệ hiện đại của hệ thống tiền điện tử này. Đấy. Và D là tính chuyển đổi của hệ thống. Đấy. Tính chuyển đổi của hệ thống. Đấy, thấy chưa? Rồi. Thế thì mình đọc xong, mình hãy tìm bài đọc cho nào có từ Commuters. Và mình tìm nha. Đây. Nhưng hệ thống mới này cũng chứng tỏ là một công nghệ có lỗi, gây rắc rối này. Đấy, có lỗi và gây rắc rối. Gây rắc rối. Đó. Nếu thanh toán một vài ly cà phê, vé tàu và tờ báo mà được thực hiện hàng ngày bởi người đi làm bằng vé tháng đi, với di động đi, thì cái này không xuất hiện trên cái bảng hóa đơn thẻ tín dụng hàng tháng của họ, mà trên hóa đơn gì cầm đây? À, điện thoại di động. Đấy. Như vậy suy ra đây chính là gì? Cái này một nhược điểm. Vậy là phương án nào? B. Hết. Rồi xong. 41. Cái từ D trong đoạn 3 đề cập đến A là thẻ tín dụng này. Được chưa? Thẻ tín dụng. Đấy. Rồi, B là những ngân hàng ở đường thì các bạn trên cao này, phải chưa? Rồi. Tiếp tục, thằng C là những người làm ngân hàng ở Mỹ này, đó, những ngân hàng ở Mỹ. Những người làm ngân hàng ở Mỹ. Đấy. Và D là thanh toán qua internet, qua internet. Được chưa? Rồi mình tìm nhé, từ đe này.
Đây, ta nhìn. Tuy nhiên, một vài những người làm ngân hàng thì lạc quan. Họ cảm thấy rằng có lý do để nghi ngờ với những người mà dự đoán rằng là những ngân hàng ở đường trên cao này, đấy, sẽ trở thành dĩ vãng. Họ chỉ ra rằng là thanh toán bằng Internet không có khiến việc đóng cửa những cái gì em đấy, chi nhánh ngân hàng của họ. Vậy họ chính là gì em đây? Đó chính là thằng American Bankers. Đấy. Đấy. Vậy là phương án nào? Phương án C. 42. Tác giả có vẻ cảm thấy gì đó. Tác giả cảm thấy như thế nào về tương lai của ngân hàng? Thì mình có A là trung lập. Em nhớ trung lập là gì? Là không có đồng tình, không cũng không có ủng hộ. Đấy. Hay không khen không chê đi, là trung lập. Đấy. B lạc quan. B lạc quan. C là không chắc chắn hay là mơ hồ đấy. C là không chắc chắn này. Hoặc là mơ hồ. Đấy, và D là bi quan. Được chưa? Rồi, bi quan. Rồi, mình hãy tìm bài đọc chỗ nào chứa thông tin về cái tả thái độ của tác giả nhé. Mình tìm này. Đây, em thấy câu cuối không? Vậy thì chúng ta sẽ trở thành một xã hội hoàn toàn không dùng tiền mặt. Hay không thì vẫn còn gì em đây? À, còn gây gì em đây? Gây tranh cãi. Contention là cái tranh cãi em, gây tranh cãi. Gây tranh cãi. Đấy. Vậy suy ra là không chắc chắn, đúng nào? Không chắc. Đấy. Vậy là phương án nào các em? Phương án C. Đấy, là không chắc chắn. Đấy. Rồi, tiếp tục. Câu hỏi skimming. Đấy. Ý chính đoạn 1 là gì? Đó là sự phỏng đoán nhé. Chúng ta nhớ cái từ này này. Prediction là sự phỏng đoán này. Đấy, sự phỏng đoán. Sự phỏng đoán về những phương thức thanh toán tương lai. B là tính phổ biến ngày càng tăng của những phương pháp thanh toán mới. Đấy. C là sự vắng mặt của những gì em đây? Những phương pháp thanh toán truyền thống. Đấy. Truyền thống. Và D là hình thức thanh toán tiên tiến của ai? Nhật Bản. Đúng là Nhật Bản. Rồi. Đầu tiên đọc cái gì các em đây? Đoạn 1 trước. Đấy, đoạn 1 chính là gì các em đây? Chính là gì các em đây? Thông tin của cả bài. Đấy, phần mở bài. Đấy, đọc đoạn 1 trước nhé các em nhé. Rồi, chúng ta nhìn này. Thẻ thông minh và điện thoại di động. Đấy, đang trở nên ngày càng phổ biến để thực hiện tất cả những cái gì các em đây? Hình thức thanh toán, các em thấy cái này không? Đấy. Đấy, đây chính là gì các em đây? Chủ đề của cả gì? Cả bài. Đấy, em thấy chưa? Đó. Vậy là phương án nào các em? Phương án B. Đấy, là tính phổ biến ngày càng tăng của hình của những phương pháp thanh toán mới. Thấy chưa? Đấy. Tiếp tục 43. Biết đổi câu kem nha, 43 này. Rồi, không những là cái trình độ giáo dục cao như vậy là trình độ giáo dục nâng cao này. Trình độ giáo dục nâng cao. Mà còn gì kem đây? Ổn định trong nhiều năm. Đấy. Thế thì mình đọc cái này xong rồi, mình suy ra ngay. Đây là gì các em đây? À, đây chính là bổ sung thông gì? À, bổ sung thông tin. Đấy. Mình đọc xong, mình suy ra ngay. Những cái ý này chứng tỏ hai câu này là hai câu bổ sung thông tin.
Đấy, được chưa? Rồi. Mà các em nhớ là bổ sung thông tin chính là từ nào? Các em là not only. Đấy. But also. Ở thằng A trước này. Không công bằng để phủ nhận rằng ngôi trường này thành công. À, như vậy là sai về nghĩa này. Đó, thằng B này. Tiêu chuẩn giáo dục ở trường này không cao, như vậy là ngược nghĩa này, ngược nghĩa với đề bài, sai. Đấy, mức độ giáo dục ở trường này thì thường là khá cao. Đấy. Thể hiện rất ít những cái sự gì kèm đây, những cái sự thay đổi. Đấy. Từ năm này qua năm này. Như vậy câu C này nó không diễn tả cái gì kèm đây, sự bổ sung thông gì? Thông tin. Và thứ hai các em nhìn này. Chúng ta nhìn này, mình có từ gì các em đây? Đây. Ổn định trong nhiều năm này. Thấy chưa? Ổn định trong nhiều năm này. Và cao này. Như vậy khá cao và cao nó khác nhau với mức độ nhé. Là nhớ nó khác nhau mức độ này. Không có giống nhau này. Thấy chưa? Là loại C. Những tiêu chuẩn giáo dục ở trường này không chỉ tốt đâu, mà nó còn duy trì được cái gì các em điều này trong nhiều năm. Như vậy là bổ sung thông tin. Vậy là phương án nào các em? D. Đấy, D. À, nhớ nhé, họ có thể dùng từ but also hay là but không cũng được các em nhé, phải chú ý như vậy. Đấy. Tiếp tục câu số 44. Rồi, không ai khác ngoài, như vậy no one but là không ai khác ngoài. Không ai khác ngoài những chuyên gia để có thể nhận ra được. Bức tranh này là một sự sao chép. Đấy. Sự sao chép. Nó giống cái gì các em đây? Nó giống cái gì các em đây? Bản gốc. Đấy. Resemble the original. Resemble the original là giống bản gốc. Giống bản gốc. Rồi. Thế nên mình đọc câu này xong mình suy ra ngay, đây là hai câu mà chỉ nguyên nhân kết quả, đúng không nào? Ừ. Đấy, đây là nguyên nhân này. Là giống gì các em đây, bản gốc đến mức độ kinh ngạc luôn và kết quả là không nhận ra được. Kết quả. À, mình nhìn nha. Hiển nhiên là chỉ một người với tài năng đặc biệt thì có thể để em đây làm giả bức tranh này quá thành công. Đấy, quá thành công. Như vậy câu này nó không chứa cái gì em đây, không chứa cái ý nghĩa gì em đây, nguyên nhân kết quả. Đấy, nguyên nhân là bức tranh này sao chép giống y hệt bản gốc, kết quả là không ai ngoài chuyên gia mới để em nhận ra được nó, gọi là A sai, thiếu nghĩa. Hầu như không thể cho người gì hôm nay nhận người nghiệp dư này, đây người nghiệp dư này, người nghiệp dư nha, người nghiệp dư. Hầu như không thể cho ai người nghiệp dư nhận ra rằng bức tranh không có thật đâu. Mặc dù như vậy dâu là sai rồi, bởi vì dâu nó không diễn tả nguyên nhân kết quả các em, mà tương phản đối gì, đối lập, vậy thì sai rồi. Đấy. Đề của mình là nguyên nhân kết quả mà, đúng không? Đấy. Bức tranh này trông quá giống bản gốc đến mức, như vậy chúng ta nhớ là so that trong tiếng Anh nó được sử dụng để diễn tả nguyên nhân kết quả. Đấy, so that. Đấy, nguyên nhân kết quả quá đến nỗi. Đấy. Bức tranh trông quá giống bản gốc đến mức chỉ có ai, những chuyên gia có thể phân biệt được là nó không phải bản nguyên bản thôi. Đấy. Còn D này, thật khó cho người bình thường có thể đánh giá được giữa bản gì gốc và bản gì thật, nhưng không thành cho ai, chuyên gia, như vậy sai về nghĩa. Đấy. Chỉ có thằng C là đúng, diễn tả chính xác nhất cái ý nghĩa gì là nguyên nhân kết quả của nó thôi. Đấy, là sao? 45. Cà phê của bạn không ngon bằng của tôi. Vậy, của tôi ngon hơn của bạn.
Đấy, như vậy chính xác. Xong 45 là phương án nào các em đây? A. Vậy phải A không? B. Cà phê của tôi. Sai, không có more good các em, không có more good. Đấy, chúng ta nhớ là good thì thành better các em nhé, thành better. Đấy. Cà phê của tôi ngon hơn của bạn, sai. Thằng C đúng và là do thiếu S. Đấy, vậy sai. Vậy còn A và D. Thế thì vì sao A sai, các em chú ý sau này. Chúng ta chỉ sử dụng đại từ sở hữu khi có gì? Danh từ đề cập rồi. Nhớ nhá. Đây này, chúng ta nhớ này. My và yours là đại từ sở hữu. Đấy, đại từ sở hữu. Vậy các em nhớ này, mình chỉ xài đại từ sở hữu khi có danh từ. Đề cập rồi. Đề cập trước đó rồi. Vậy thì câu này không hề có gì hết, từ coffee nào cả. Coffee thiếu rồi. Đấy, coffee thiếu rồi. Vậy là phương án nào các em? D. Đấy, thằng D. Mình xài từ yours được, bởi vì coffee đề cập rồi. Thay vì mình xài do coffee, mình xài từ yours. Vậy là phương án nào các em? D. Đó, như vậy rất nhiều bạn chúng ta có thể đọc A và làm A liền. Đấy, không đúng đâu các em. Các em thấy đề bài không? Nó có coffee rồi này, nó mới xài từ nào các em? Từ my. Và my bằng gì các em đây? My coffee. À, các em nhớ nhá, như vậy mình chỉ xài đại từ sở hữu khi có gì các em, danh từ đề cập trước đó rồi. Và các em nhớ như sau này, mình sẽ có đại từ sở hữu này. Đại từ sở hữu. Thì bằng tính từ sở hữu cộng danh từ. Nên nhớ điều này nhá. Tính từ sở hữu cộng danh từ. Đấy, cho nên chúng ta nhớ là sau tính từ sở hữu phải có danh từ, nhưng sau đại từ sở hữu thì không có danh từ nữa các em. Hãy nhớ như vậy nhé. Đấy. Vì đại từ sở hữu đã có danh từ rồi. Đấy, chú ý như vậy. 46. Em lúc nào cũng mắc lỗi rất là nghiêm trọng. Lỗi nghiêm trọng này. Đấy. Terrible mistake là lỗi nghiêm trọng. Rồi, thầy giáo nói, đây các em thấy không? Câu trực tiếp này nó có gì các em đây? Cấu trúc này. Đây, nó có cấu trúc này, đó là to be cộng với always. Đúng không? Đó, cộng với gì nữa các em? Cộng verb in. Đấy, thì trong tiếng Anh mình xài to be này, đấy, cộng always cộng verb in để phê bình. Phê bình một thói quen xấu của ai đó. Thói quen xấu của ai đó. Đọc đi lại nhiều lần. Thấy chưa? Rồi. Nhưng mà chắc chắn rằng A, B, C, D muốn đúng ấy, phải có từ phê bình trong đó. Rồi. Thầy giáo nhận thức ra B thầy giáo phê bình. Thầy giáo yêu cầu. Thầy giáo yêu cầu. Vậy là phương án B hết, vì đã có từ phê bình. Đấy. Nên các em thấy chưa? Nếu bốn phương án A, B, C, D mà chủ ngữ giống nhau thì dựa vào gì các em đây? Động từ. Động từ nào thể hiện rõ nhất nghĩa đề bài ra gì? À. Và complain about là phàn nàn về. Phàn nàn về. 47. Mặc dù bài thi khó, anh ta vẫn gì các em đây? Đậu nó có điểm xuất sắc, điểm giỏi như vậy. Flying colors, ta nhớ cái này là điểm giỏi này. Được chưa? Đấy. Rồi các em nhìn này. Thứ nhất, đề bài nó có từ dâu. Dâu là một từ mang nghĩa tương phản đối lập. Đúng không? Mình loại A trước. Bởi vì because nó không diễn tả tương phản đối lập, mà diễn tả gì các em đây? À, nguyên nhân kết quả. Thằng D cũng loại vì nó có từ sâu, là vì vậy. Đấy, because và sâu là hai cái từ diễn tả nguyên nhân kết quả, không đúng. Rồi.
Tiếp tục, thằng B sai vì sao? Các em nhớ này, although và từ but không đi với nhau. Nhớ như vậy nhé, không đi với nhau về loại. Phải chú ý này, though, khi các em đã xài từ though này là mặc dù này. Đấy, hoặc là although này, even though này. Đấy thì nhớ nha, ba từ này nó không đi với từ nào các em? Không đi với từ but nữa, but. Đấy. Hoặc em xài từ but thì không xài though, although, even though. Hoặc em xài though, although, even though không xài từ but. Như vậy thằng B sai. Đấy, vậy là phương nào các em? C. Đấy. Thế vì sao lại C? Ta chú ý như sau này. Mình sẽ có though, đúng chưa? Cộng chủ ngữ, cộng to be và cộng với tính từ. Cách một như sau, các em đảo ra, tính từ đứng trước là tính từ cộng though cộng s cộng to be. Được chưa? Đấy. Cách hai, các em xài no matter how. Bất kể như thế nào. Đấy, no matter how sẽ cộng với tính từ cộng với s cộng to be. Đấy, được chưa? Vậy là phương án nào các em? C. Đấy. Thì no matter how difficult the exam was chính là bằng cái gì các em đây? À, difficult though the exam was, hoặc là bằng với though the exam was difficult. Được chưa? Vậy là phương án C. 48 lỗi sai. Tom là một trong những học sinh mà đạt kết quả tệ nhất. Kết quả chúng ta nhớ này, which không đứng sau người, chúng ta nhớ nhé, which phải đứng sau vật. Đó, như vậy các em sửa thằng D thành thằng who. Đấy, nhớ như vậy nhé. Đấy, như vậy là danh từ chỉ vật thì cộng với which. Đấy, còn danh từ chỉ người thì cộng với thằng nào các em? Thằng who. Đấy, xong rồi. Nhớ no sooner không đi với thằng when, và các em nhớ nhé, mình sẽ có no sooner than. Đấy là vừa mới rồi thì. Đấy, như vậy thằng nào sai? Thằng B sai, và các em sửa thằng when thành thằng than. Đấy, nhớ nhé, no sooner than thì bằng hardly when, kem là vừa mới rồi thì. Ví dụ anh ta vừa mới về nhà rồi thì trời mưa. Hardly when thì bằng no sooner than. Rồi câu số 50 này. Đấy thì vừa chỉ xong rồi. Thầy vừa nói với em xong hồi nãy ấy, đó là though or though. Đấy. Và even though thì nó không đi với thằng nào. Đây, thầy vừa chỉ em xong này. Đấy, though, although, even though và but, những từ này đều mang nghĩa tương phản đối lập. Vậy không đi với nhau, các vị thường nghĩa. Nếu các em xài từ although, không xài từ but, mà các em xài từ but, không xài từ although. Vậy suy ra mình loại thằng nào các em? Thằng D. Mình bỏ đi. Mình bỏ đi. Đấy, thấy chưa?